Người ta nói, can đảm là khi mình đi từ thất bại này đến thất bại khác mà mình vẫn không mất đi nhiệt tình của mình. Bởi vì thành công nó không phải là cái cuối cùng ở trong đời và thất bại nó cũng không giết chết chúng ta. Chính việc chúng ta nhục ý chí, chính việc chúng ta thất vọng làm cho chúng ta thất bại. Vì thế, Aristotle, một triết gia của người Hy Lạp dạy chúng ta ở trên đời này nếu không có can đảm thì chúng ta không làm gì được là bởi vì can đảm là một phẩm chất nó đứng sau ngay trí tuệ và danh dự chúng ta đang nói đến con người chúng ta đang nói đến chúng ta là những con người khác với con vật nó chỉ biết sống theo bản năng và vì thế rất nhiều triết gia cũng đã dạy cho chúng ta nếu chúng ta chỉ biết nhường mình cho những thú vui thì chúng ta đặt mình ngang hàng với thu vật. Bởi vì thu vật nó sống theo bản năng, con người ngoài bản năng chúng ta còn có ý chí để tự chủ. Can đảm là một yếu tố của cuộc sống mà không phải chỉ là yếu tố của cuộc sống. Đối với đời sống đức tin nó đòi hỏi chúng ta phải can đảm nhiều hơn nữa. Vì thế, đề tài mà tôi chọn hôm nay không phải để nói về các thánh tử vị đạo của chúng ta mà nói về chúng ta ngày nay nhà thơ tagore ông ta nói rất hay sống ở trên đời chúng ta đừng cầu nguyện để cho mình được che chở được bảo bọc hay tránh đi những nguy hiểm mà phải cầu nguyện làm thế nào để chúng ta có đủ can đảm đương đầu với những nguy hiểm xảy ra ở trong đời rồi ở trong đời Chúng ta học gương của các thánh tử vị đạo Chúng ta khâm phục các ngài Nhưng đã biết bao nhiêu người ở trong đó Một trong những triết gia vô thần Amber Ông ta nói là cuối cùng Người ta cần nhiều can đảm để sống Hơn là can đảm để tự sát Hay can đảm để chết Nói như vậy để thấy Hôm nay chúng ta học gương can đảm của cha ông Nhưng chính chúng ta mới là những người thật sự can đảm để sống đức tiệt vì thế, tôi muốn trước hết giới thiệu can đảm nó cần thiết như thế nào. Người ta nói đời là bể khổ và bởi vì đời là bể khổ cho nên can đảm nó cần thiết. Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả thì anh hùng hào kiệt có hơn ai? Nguyễn Công Trứ nói. Mà bởi vì đời là bể khổ <laughs> cho nên chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu lo lắng từ vấn đề kinh tế gia đình chính trị văn hóa xã hội tất cả mọi chuyện lý do đơn giản bởi vì trong nỗi khổ có những lúc chúng ta chọn để chúng ta không phải chịu khổ và vì thế can đảm trở nên cần thiết bởi vì có những giây phút nguy hiểm thách thức thì chúng ta cần có những quyết định dứt khoát ở trong tương quan xã hội bạn bè làm ăn gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng phải có can đảm để cắt đi những quan hệ mà chúng ta biết là những quan hệ này sẽ đưa chúng ta đến con đường xấu. Rồi trong đời sống đức tin lại cần can đảm nhiều hơn nữa. Đức tin chúng ta không phải chỉ sống tiêu cực, tiêu cực theo lối, kỹ sở bất dục vật thi ư nhân không phải chỉ sống theo lối là những gì mình không thích người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác nói theo Khổng Tử. Mà chúng ta sống đức tin với lời dạy của Chúa Giêsu. Ở đó, những gì con thích người ta làm cho con thì con làm cho người ta. Nói cách khác, chúng ta không chỉ sống đức tin có tính cách tiêu cực, ở đó đừng phạm tội, đừng ăn cắp, đừng ăn trộm. Mà chúng ta phải sống đức tin tích cực, ở đó hãy làm việc bác ái thăm người già nua yếu yếu đuối, giúp đỡ những người tàn tật. Lời dạy của khổng tử, tiêu cực, kỹ sở, bất dục, vật thì ư nhận, cũng đã là tốt lắm rồi. Những gì mình không muốn ai làm cho mình, mình đừng làm cho họ là cũng khá tốt lắm rồi. Nhưng Chúa Giêsu dạy có tính cách tích cực hơn nhiều. Những gì con muốn người ta làm cho con, con hãy làm cho người ta vì thế ở trong đời sống đức tin can đảm lại hết sức cần thiết rồi ở trong đời sống hàng ngày nhiều khi chúng ta cũng cần cam đảm để vươn ra điều mà chúng ta tiếng mỹ gọi là comfort zone là một cái vùng mà chúng ta cảm thấy nó an toàn dễ chịu chúng ta phải bước ra khỏi những cái an toàn dễ chịu đó để chấp nhận những thách thức ở trong đời sống của mình nhưng nếu ở trong đời sống mà chỉ có kế hoạch thôi mà không có can đảm thì trở nên vô dụng. Nếu con người có trí khôn, con người có kế hoạch mà không có can đảm thì tất cả chỉ trở nên vô dụng mà thôi. La Fontaine, một trong những nhà văn mà chúng ta nghe rất nhiều về những chuyện ngụ ngôn của ông. Ông kể ở trong thế giới có một con mèo. Con mèo đó nó nổi tiếng là diệt chuột. Vì thế nó bước đi đến đâu Mỗi một khi nó cất tiếng ngoao ngao Là tất cả giống chuột đều phải chạy trốn Một ngày kia Thế giới chuột họp lại Và chúng nó phải tìm cách làm thế nào Để đối đầu với con mèo Người ta ra rất nhiều ý kiến Trong đó có một ý kiến tuyệt vời Là làm thế nào để đeo vào trong cổ Của con mèo một cái chuông Làm như thế Mỗi một khi con mèo nó đi đến đâu Chuông nó rung lên Thì tất cả những con chuột biết đường mà chạy trốn Ý kiến rất hay Tuy nhiên câu hỏi cuối cùng là Ai sẽ là người đến để đeo chuông vào cổ mèo Có những kế hoạch Có những lời nói Có những buổi họp Mà cuối cùng chúng ta không có can đảm để thực hiện Thì chứng tỏ tất cả những điều này trở nên vô dụng vì thế tôi muốn trước hết đi vào định nghĩa Là những người công giáo chúng ta đi vào định nghĩa căn tính của chúng ta Theo giáo lý công giáo Giáo lý công giáo định nghĩa về can đảm như thế nào? Giáo lý 1805 nói có bốn đức tin có bốn đức tính đóng vai trò bản lề quy tụ các đức tính khác gọi là các đức tính căn bản khôn ngoan công bình can đảm và tiết độ giáo lý 1808 nói can đảm là đức tính luân lý giúp chúng ta kiên trì và quyết tâm theo đuổi điều thiện giữa những khó khăn trong đời. Đức can đảm giúp chúng ta cương quyết chống lại các cơn cám dỗ và vượt qua các chướng ngại trong đời sống luân lý. Nhờ can đảm, chúng ta thắng được sợ hãi ngay cả cái chết, đương đầu với thử thách và bách hại, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chính nghĩa. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó nhưng can đảm lên, Thầy đã thẳng thế gian. Đây là lời dạy của giáo hội. Đây là những gì chúng ta trích được ở trong sách giáo lý nói cho chúng ta biết. Can đảm giúp cho chúng ta hoàn thành những công việc khó khăn. Can đảm là chúng ta không sợ hãi, nhưng rõ ràng chúng ta không phải là những người liều lĩnh. Can đảm loại trừ sợ hãi và tẩy chay liều lĩnh. Cũng ở trong giáo lý công giáo số 1808 Có hai đặc tính nói về can đảm Thứ nhất là chúng ta giảm dám, dám lãnh nhận những trách nhiệm khó khăn Và thứ hai là dám đương đầu với nghịch cảnh Lãnh trách nhiệm khó khăn không phải là vấn đề dễ Thánh Thomas Aquino Chúng ta gọi là tiến sĩ thần học Gọi là thánh tiến sĩ thiên thần của giáo hội Ngài nói với chúng ta Đương đầu với nghịch cảnh còn hơn là lãnh trách nhiệm khó khăn. Ở đây, tất cả chúng ta có những trách nhiệm mà ngồi nghĩ lại, ở trong đó trách nhiệm làm cha, làm mẹ là một trách nhiệm vô cùng khó khăn. Mà chúng ta không đủ thời gian hay nhiều khi không muốn ngồi xuống để tìm hiểu hết ơn gọi làm cha, làm mẹ. Hãy tưởng tượng, Thiên Chúa dựng nên trời đất vũ trụ chỉ với một lời nói từ hư vô hay có ánh sáng Hãy có nước, hãy có đất, hãy tách nước ra khỏi đất. Thiên Chúa cũng trao cho anh chị em một trách nhiệm nặng nề làm cha làm mẹ. Khi anh chị em chính là người tạo ra một mầm sống mới, một con người mới, mà con người này có thể xây dựng hoặc phá đổ. Con người này có thể làm cho thế giới thăng tiến hay có thể làm cho thế giới sụp đổ, mà trách nhiệm này thuộc về anh chị em. Không phải chỉ là vấn đề sinh Mà còn vấn đề dưỡng Dục Vì thế Khi chúng ta nói đến trách nhiệm Và nghịch cảnh Thì nghịch cảnh nó có cái khó của nó Nhưng trách nhiệm của anh chị em Mà nhất là trách nhiệm làm cha làm mẹ Nó gắn suốt đời Cho nên anh chị em cũng phải hiểu được Nếu không có can đảm Để làm cha làm mẹ Mà rồi đây Làm cha làm mẹ không phải chỉ có nuôi ăn rồi cũng phải săn sóc, cũng phải tha thứ. Thì nhiều khi chúng ta không có ơn kêu gọi để lập gia đình, để làm cha, làm mẹ chăng? Ở trong sách châm ngôn chương 17 câu 3 nói, Lửa thứ vàng, gian nan thử người công chính. Ai chúng ta cũng biết như vậy, Nguyễn Thái Học nói với chúng ta rất nhiều, đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông con người cần có can đảm để làm mọi sự và về mặt tâm lý xã hội can đảm nó cũng hết sức cần thiết bởi vì về mặt xã hội người ta định nghĩa can đảm là một tổng hợp của nhiều yếu tố giúp cho con người đối diện với khó khăn và vượt qua sợ hãi nên nhớ can đảm không phải là không biết sợ can đảm không phải là vắng bóng của sợ hãi nhưng chúng ta biết cách đánh giá những khó khăn chúng ta đang đối diện nhiều khi nó làm cho mình sợ nhưng những gì mà chúng ta đang tiến tới nó có giá trị tuyệt vời hơn vì thế nó giúp cho chúng ta đối đầu với những cái đó vì thế đừng nghĩ rằng can đảm là không sợ ở trong xã hội can đảm là một nhân đức vượt thời gian vượt không gian vượt văn hóa vượt ngôn ngữ vì thế ở trong thế giới bất cứ một loài người thời nào, can đảm cũng trở nên cần thiết. Ở đây người ta đưa ra nhiều ví dụ. Và trong những buổi thăm dò của các quân nhân ở trong các quân đội của tất cả các quốc gia thì điều mà người ta sợ nhất là khi những người lính không có can đảm họ không sợ chết, họ không sợ bị bắt làm tù binh, họ chỉ sợ là họ không có can đảm để đối diện với những tình trạng đó. Vì thế, ở trong quân đội, trong bất cứ đất nước nào, khi họ chiêu mộ thanh niên để tập cho họ trở thành những quân nhân ra chiến trường thì họ cũng tập luyện cho những người này có được tính can đảm, bởi vì chính sự can đảm giúp cho những người này sống sót ở trong mặt trận cũng như ở trong đời với Kitô giáo của chúng ta. Can đảm là một nhân đức cần thiết và căn bản. Nó căn bản bởi vì nhân đức được biểu hiện qua những lựa chọn hành động, mà can đảm chính là sự lựa chọn hành động của chúng ta. Can đảm nó không phải là lời nói, nó cũng không phải là một ý nghĩ. Ở trong đời sống anh chị em. Mỗi một sáng mở mắt ra anh chị em có lựa chọn có những lựa chọn đơn giản sáng ra ăn hay không ăn mà nếu ăn ăn nhiều hay ăn ít nếu uống uống cà phê có đường hay không rồi lựa chọn khó khăn hơn một chút liệu chừng mình có đi làm hay không đi làm hôm nay nếu trường hợp mình chọn đi làm thì liệu chừng mình làm ngày hôm nay vui vẻ cố gắng tích cực hay mình chán bởi vì ông chủ này ổng đi mình nhiều quá mỗi một ngày mở mắt ra chúng ta có bao nhiêu cái lựa chọn mà mỗi một lựa chọn nó đòi hỏi chúng ta phải có can đảm đừng nghĩ tới những chuyện sâu xa đừng nghĩ tới những anh hùng ngồi họ chết để cho đất nước này được vinh quang họ chết cho người khác được sống hay chúng ta sẽ học gương của các anh hùng tử vị đạo hãy nghĩ tới những cái hết sức bình thường hay có thể nói là tầm thường ở trong đời sống hàng ngày của anh chị em. Khi anh chị em bắt đầu có sự chọn lựa, một sự chọn lựa hết sức nhỏ nhặt, là liệu chừng rồi đây chúng ta đối xử với nhau như thế nào, thấy một người đối diện với mình đi ngược đường, liệu chừng chúng ta đưa tay bắt, một lời ngon ngọt để chào hỏi hay chúng ta phớt lờ chỉ bởi vì người này ngày hôm qua hay tuần trước đã có những lời không tốt đối với chúng ta can đảm nó không phải là một tư tưởng nó cũng không phải là lời nói can đảm là một hành động và vì thế việc chúng ta chọn để nói với người này sao chị hôm nay có khỏe không đó là một thái độ can đảm can đảm luôn luôn là hành động chúng ta có thể suy nghĩ rất nhiều chúng ta có thể viết rất nhiều nhưng can đảm quy tụ nó là hành động mà chúng ta diễn tả hàng ngày và khi tô hữu chúng ta được kêu gọi để nên thánh nếu nên thánh dễ quá thì Chúa Giêsu cũng đã không kêu gọi chúng ta là hãy đi qua cửa hẹp. Nếu nên thánh dễ quá thì ông Phêrô và các tông đồ đã không hỏi Chúa Giêsu một câu: "Thưa thầy, vậy thì có được mấy ai vào trong thiên đàng?" Việc nên thánh sở dĩ nó khó, không phải bởi vì nó khó, cho bằng bởi vì sự yếu đuối của chúng ta và chúng ta không đủ can đảm để chọn lấy Thiên Chúa là nguồn tình yêu, là nguồn hạnh phúc mà chúng ta còn chọn những thứ khác rồi ở trong đời sống chúng ta được kêu gọi để tránh tội tránh tội là một thái độ tiêu cực cũng khá tốt lắm rồi nhưng chúng ta còn gọi được kêu gọi để sống một cách tích cực mà muốn sống tích cực thì phải có can đảm hơn nữa đừng ăn cắp đừng ăn trộm đừng nói xấu ai cũng đòi hỏi can đảm rồi nhưng liệu chừng chúng ta có chia sẻ một phần những gì chúng ta đang có cho người nghèo chúng ta có bỏ thêm thời gian để giúp cho những người cô đơn điều này đòi hỏi chúng ta phải can đảm nhiều hơn nữa chúng ta dạy cho các em nói với các em những bài học mà ông bà để lại cho chúng ta ở trong đời sống không có can đảm thì con người không làm gì được chính can đảm tạo nên ý chí có công mài sắc thì có ngày nên kim. Rồi ông bà cũng dạy cho chúng ta có chí thì nên. Vì thế ngay từ nhỏ chúng ta cũng đã được lời của ông bà dạy. Nhưng đó chỉ là lời. Việc mà chúng ta áp dụng những lời đó ở trong đời sống và nhất là ở trong đời sống đức tin để cho chúng ta sống một cách tích cực. Điều đó mới là khó. Một trong những điều rất lạ là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng, Đi ra pháp trường, Đưa đầu cho người khác chém, Ở trong tù để cho nó hành hạ, Đây là những gương can đảm vĩ đại, Đương nhiên, Nhưng có những gương can đảm vĩ đại hơn, Mà nhiều khi hàng ngàn năm, Có những người không thực hiện được, Mà nó hết sức đơn giản, Thương yêu người bên cạnh, Thấy một cái rác rớt xuống lượm lên dùm, Nghe những ai nói gì không hay Thì mình bỏ qua Tôi muốn nói đến một vị thánh Rất gần gũi với Việt Nam của chúng ta Chị thánh Teresa Hài Đồng giê -xu. Ngài chết rất trẻ 23-24 tuổi Và Ngài được phong tiến sĩ của giáo hội Ngài ngang hàng với các bậc tiến sĩ viết những cuốn sách thần học, những cuốn sách về linh đạo tuyệt vời, Thánh Teresa Avila, rồi các vị thánh ngày xưa các tiến sĩ Thánh Alberto, Gregorio cả, Leo. Tại sao? Thưa, bởi vì hai ngàn năm Ngài chết vào cuối năm cuối thế kỷ thứ 19 2000 Hai ngàn năm Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta một phương thức nền thánh rất đơn giản. Ngài nói các con phải trở nên nhỏ bé Các con phải trở nên như trẻ thơ Thì các con mới được vào nước trời Tiêu chuẩn Chúa Giêsu đưa ra là Hãy cứ phó thác tất cả cho Thiên Chúa Hãy trở nên như trẻ con trong tay cha mẹ của nó Vậy mà tại sao chúng ta phải chờ đến gần 2.000 năm Mới có một người thực hiện được điều này một cách toàn vẹn mà trong lịch sử của giáo hội Biết bao nhiêu anh hùng chết vì đạo Biết bao nhiêu anh hùng làm những việc vĩ đại Ở trên núi một mình Sống từ năm này qua năm kia Họ hy sinh tất cả Vậy mà Gần hai ngàn năm Mới có được một vị thánh Mà chúng ta gọi là thánh tiến sĩ của giáo hội Cũng chỉ bởi vì Ngài nghĩ ra Ngài gọi là khám phá ra Một cái con đường thơ ấu thiêng liêng chúng ta hiểu từ tiến sĩ tiến sĩ là cấp cao nhất ở trong bậc học vị của con người tiến sĩ là khi những người này họ nghĩ ra một cái gì mới mà chưa ai nghĩ ra họ viết một luận án mà những người khác chưa viết thời gian tôi đi học cũng vậy thôi khi tôi chọn một đề tài để viết luận án thì bao giờ cũng có một giáo sư hướng dẫn họ coi thử trước đây đã ai viết về đề tài đó chưa rồi liệu chừng luận án của mình có thể giúp được gì cho nhà trường giúp được gì cho giáo hội cho xã hội cho nên học vị tiến sĩ là học vị cao nhất và sau đó nữa thì chúng ta có những nghiên cứu nghiên cứu sau tiến sĩ hoặc là phong các cái hàm hoặc là giáo sư hoặc là đi dạy học thôi nhưng mà cái bậc cao nhất là tiến sĩ ở trong giáo hội chúng ta cũng vậy những người thật sự hết sức thông minh đóng góp rất nhiều cho thần học của giáo hội hay những người có những phương thức mà hoàn toàn mới, hoàn toàn hay Thì giáo hội phong một cái hàm tiến sĩ Thánh Teresa Hài Đồng giê Một vị thánh hết sức đơn sơ Ngài chỉ học tới có lớp 3, lớp 4 Những ai biết tiếng Pháp Thì cũng nên mua cái cuốn sách câu chuyện Một linh hồn của Ngài bằng tiếng Pháp Để mà đọc nhưng mà nếu được nên đọc những cái trang báo người ta chụp lại các cái thư của ngài viết bằng tiếng pháp bởi vì ngài viết sai chính tả viết sai văn phạm rồi ngữ vẫn viết đánh vần cũng không đúng nhưng ngài là tiến sĩ của giáo hội bởi vì ngài đã tái khám phá con đường nên thánh mà giáo hội đặt tên là con đường thơ ấu thiên liêng một con đường thiên liêng hết sức đơn sơ bởi vì Chính cái đơn sơ này nó đòi hỏi can đảm quá khó đến độ cả gần 2.000 năm chúng ta mới có được một vị thánh sống đơn sơ hoàn hảo đến mức như vậy. Ở trong nhà dòng mà là dòng kiến, Ngài có việc gì để mà làm? Một trong những câu chuyện lúc Ngài ở nhà tập, rồi Ngài đi giặt quần áo chúng ta đọc những cái câu chuyện thì biết hả? Rồi mỗi một khi ngài đi giặt, ngài đi quét nhà, ngài nấu ăn, ngài lo bệnh người bệnh, luôn luôn là ngài nghĩ đến nước trời và thiên chúa. Một ngày kia có một chị cũng không thích chị Thánh Teresa mấy, cho nên khi giặt thì bắn xà phòng vào trong người của chị. Chúng ta là những con người gọi là người phàm ai mà bắn nước bẩn vào mình hoặc là ai nói mình một tiếng thì lạy chúa tôi hòn đất ném đi thì chắc chắn hòn chi ném lại liền mình sẽ tạc luôn mà một thao nước vào hả nhưng chúng ta nghe gì ở chị thánh Teresa chị viết lại ở trong cuốn nhật ký của chị trong cái câu chuyện một linh hồn chị nhắm mắt lại rồi chị nói lạy chúa mỗi một khi chị kia mà giận dữ con Giặt mà cứ bắn nước xà phòng vào người con Thì con tưởng tượng đây là những hoa hồng Chúa trao cho con Cho nên con vô cùng vui vẻ Để mà chấp nhận lại Chúa tôi Thánh khác mình chỗ đó đó Thánh khác với ta ở chỗ đó Bởi vì các ngài cũng sống như chúng ta Nhưng ơn can đảm đã giúp các ngài Có những hành động hằng ngày chứ không phải là can đảm theo lối của những người chết ở trong tù hay đưa đầu ra ở ngoài để pháp trường cho người ta chém đây là điều tôi muốn nói đến đời sống can đảm của anh chị em của mỗi một người chúng ta trong việc chúng ta chọn lựa những hành động hàng ngày của mình can đảm nó tẩy chay sự sợ hãi ở đây tôi muốn nói tới can đảm nó là một nhân đức liều lĩnh nó là một sự điên rồ ở đời nào cũng có những người điên ha? Mà người ta vẫn nói thằng vua cũng phải thua thằng khùng Ở đây chúng ta không có nói chuyện với thằng khùng Không nói chuyện với những người liều lĩnh Người khôn thì chúng ta nói không lại Người dại thì chúng ta nói uống giờ, uống công Ở đây tôi muốn nói đến can đảm là một nhân đức Liều lĩnh là những người không biết sợ Đây là những con người thiếu hiểu biết Liều lĩnh là bởi vì họ thiếu hiểu biết Cho nên việc gì họ cũng dám làm liều lĩnh nó không phải là một nhân đức mà nó không những thiếu hiểu biết nó còn là một điều đáng sợ và đáng tránh can đảm là chúng ta phân biệt được đâu là điều cần làm nên làm và chúng ta ra tay để mà làm vì thế liều lĩnh thì người ta thường là bị kích động mà làm hay là bởi vì cái tôi muốn cái tôi của mình có những người liều lĩnh họ thách thức một điều đố mày lên trên đó, đố thế này thế kia thế là cứ vậy mà làm. Những người này nhiều khi những người hiểu biết hơn họ không nói ra nhưng họ đặt cho một cái tỉnh từ cũng khó nghe, ngu. Liều lĩnh là ngu dại. Nhưng trong đời cũng có những người họ liều lĩnh. Bởi vì chỉ vì cái tôi của họ khi một ai thách thức thì họ muốn là họ phải thắng. Tôi nói không biết các đất nước khác thì như thế nào Đất nước Việt Nam của chúng ta có những cái Mà họ không phân biệt được đâu là anh hùng và đâu là thằng khùng Nhiều khi ngồi trong bàn nhậu Có những người khoe Mà họ khoe trội thằng này uống dữ lắm Nó uống cả một lít mà cũng không sao Lấy chú ta, về thì có cái gì đâu mà anh hùng Rồi thằng này nó liều ghê lắm, trời ơi, nó cầm súng mà rolex đó, tức là quay đạn lên bỏ trong đầu bắn mà không sợ, cái đó là ngu. Liều lĩnh khác với can đảm. Liều lĩnh là không biết sợ, can đảm là phân biệt được điều gì cần làm và vì thế can đảm là mình thoát lên trên sự sợ hãi chứ không phải là không biết sợ. Đừng lầm lẫn liều lĩnh với anh hùng, bởi vì thiếu can đảm hèn nhát nó là một trong những lý do để biện minh làm cho những điều mà mình cần làm mà mình không dám làm những người thiếu can đảm hèn nhát họ không dám làm rất là nhiều điều họ sợ đấu tranh họ sợ nếu đứng ra thì những người khác sẽ lên án đối với những người hèn nhát thì chúng ta biết về lâu về dài Bao giờ những cái sự hẹn giác này Nó cũng làm cho chúng ta đau khổ Đối với những người liều lĩnh Thì chúng ta biết Sự liều lĩnh bao giờ cũng đem lại sự thiệt thòi Và vì thế Có nhiều người chỉ vì cái tôi của họ Họ muốn thắng một cuộc đua Họ muốn thắng một cái gì nó hết sức bình thường Mà họ mất mạng Vì một lời thách thức rất là vô lý ở đây chúng ta không nói tới sự điên rồ của những người leo lên. Ở đây chúng ta nói đến một chân lý, một đức tin. Chúng ta có Thiên Chúa, chúng ta biết mình làm gì và vì thế đứng trước những khó khăn chúng ta sợ. Nhưng chúng ta có lý do để vẫn tiến tới để vẫn chấp nhận. Các thánh tử vị đạo của chúng ta không phải là không sợ chết. Chính Chúa Giêsu, khi người ta đến để bắt Ngài, Ngài cũng đã len ra giữa họ mà đi qua Bởi vì không phải Ngài không sợ chết Ngài sợ Ngài sợ đến nỗi máu cùng với mồ hôi nhỏ xuống đất Ngài sợ đến nỗi Ngài nói với Chúa Cha Lạy Cha xin cất chén này cho con Nhưng xin đừng theo ý con mà theo ý Cha Bởi vì Ngài đủ can đảm để biết rằng Cái chết nó đáng sợ nhưng nếu ta có lý do để đạt được mục tiêu đó là làm theo ý của thiên chúa thì cái chết thật sự nó không đáng để cho chúng ta phải sợ đến nỗi bỏ đi mục đích của mình trong đời của chúng ta anh chị em có hôn nhân có gia đình rồi chúng ta có đức tin và vì thế chúng ta biết rằng sự lựa chọn của chúng ta về vấn đề đức tin là một sự lựa chọn cần thiết phải có Càng đảm thể hiện ở trong hành động như tôi nói, Aristotle đã nói như vậy. can đảm nó không phải là một tư tưởng, nó không phải là một lời nói. Chúng ta không liều lĩnh. Nếu trường hợp chúng ta nói mình liều, thì chỉ có một liều liều mà thôi, đó là chúng ta liều để tin vào Thiên Chúa. Cách đây hai tháng, ông Tổng thống của Philippines, Durante, ông ta nói có tính cách thách thức giáo hội philippines đương nhiên một câu nói rất là cổ hủ và cũng đã nhiều người nói rồi đó là nếu ai chụp hình hay chứng minh được có thiên chúa thì ông ta sẽ tin thật sự nói về mặt lý luận tôi nói về mặt lý luận thôi nói về triết lý sống thôi thì đây là một câu nói vô nghĩa bởi vì nếu trường hợp tôi chứng minh được cho anh rồi thì tôi không cần anh phải tin nữa nếu anh có dịp đọc kinh thánh và đọc trong thư thứ nhất của corinto gửi cho tín hữu corinto của thánh phaolô thì nay nói gì ba nhân đức hết sức cần thiết ở trong đời sống kitô hữu là đức tin đức cậy và đức mến ở trong đó sau này Đức tin không còn nữa Không cần thiết nữa Bởi vì chúng ta sẽ được lên thiên đàng Ở đó chúng ta nhìn thấy Thiên Chúa mặt đối mặt Vì thế câu nói của Tổng thống Có tính cách gọi là chế diễu Nhưng nó cũng có tính cách ấu trĩ Có tính cách bình dân Còn nếu đưa lên một hàng cao hơn Với tính cách triết lý Với tính cách thần học hay nói đúng hơn là chỉ có tính cách academy tức là có tính cách học vị một chút thì câu nói tự nó vô nghĩa. Tôi tin bởi vì tôi không thấy. Còn nếu trường hợp tôi thấy với một bằng chứng hết sức xác định thì tôi không cần phải tin nữa. Có người nói với tôi là hiện tại bây giờ nhà dòng đang cho người đứng ở trước cửa này và những ai không được vào ở trong phòng này thì nhà dòng bù lại bằng cách phát mỗi một người 100 đô đang ở trước kia. Tôi đứng đây Tôi cũng không biết có hay không Mà mình nghĩ nếu bây giờ mình chạy ra đó Mà mình lấy 100 đó Nếu có thì mừng Mà nếu trường hợp không có thì người ta cười nó thằng này giải Mà vì như vậy cho nên tôi đứng đây Tôi bán tín bán nghi cho đến khi tôi vòng cửa sau chạy ra đứng đằng trước tôi thấy chẳng có ai cả Hoặc là tôi thấy có một thầy đứng đó phát tiền thật Chỉ có một trong hai cách thôi Một là có, hai là không Thì lúc đó tôi đâu cần phải tin nữa Niềm tin thật sự nó đang cần Là bởi vì chúng ta có một cái Mà chúng ta gọi là liều lĩnh Liều lĩnh ở chỗ chúng ta dám tin Và khi chúng ta tin rồi Thì chúng ta có lý do, có mục đích để sống Pascal, ông ta là một nhà toán học Và ông ta dùng toán học để nói tới sự sống đời sau Và sự lựa chọn của đức tin Ông ta nói như thế này Sự sống đời sau không ai biết thiên chúa có hay không không ai biết nhưng chúng ta sống trong đời này thì chúng ta có hai lựa chọn một là tin vào đời sau có thiên chúa hai là không tin có thiên chúa không tin có đời sau vậy thì là một nhà toán học và lý luận ông ta bắt đầu đưa ra một bài toán thứ nhất nếu chúng ta không tin có thiên chúa không tin có đời sau thì chúng ta vẫn sống vẫn ăn vẫn uống rồi ngày Chủ nhật khỏi phải lễ lại gì cả Chỉ ở nhà ngủ coi tivi Rồi cuối cùng chúng ta cũng chết Một trăm năm cũng chết Nhưng cái chết của chúng ta nó đi vào quên lãng Nó đi vào hư vô Bởi vì chẳng có một cái gì tồn tại sau cái chết Nói cách khác, chúng ta sống đây rồi mất đi như một đóa hoa ngoài đồng chỉ có nay còn mai mất mà thôi. Chẳng có cái gì để cho chúng ta gọi là quan tâm cả mà nếu trường hợp cuộc sống không đời sau không thiên chúa thì việc chúng ta sống đời này mà sống tốt hy sinh khó khăn thì đương nhiên đó là một cái giải nhưng mà thôi cứ coi như chúng ta không tin không có thiên chúa thì rồi đây chết là hết nhưng nếu chúng ta tin có thiên chúa thì ở trong đời này chúng ta chịu khó chịu khổ một chút Những việc gì sai trái chúng ta không dám làm Những việc gì đúng chúng ta phải đứng lên để đấu tranh cho họ Đương nhiên chúng ta hy sinh một chút xíu Nhưng sau này nếu thật sự có Thiên Chúa Thì chúng ta được tưởng thưởng Và vì thế ông kết luận Mặc dầu tôi không biết có Thiên Chúa hay không Nhưng một bên là rồi đây mất tất cả một bên là rồi đây được tất cả, thì một con người khôn ngoan bình thường cũng phải biết chọn lựa cái vế thứ hai. Tôi nói như vậy để thấy đức tin của chúng ta có sự liều lĩnh, nhưng là một liều lĩnh có lựa chọn. Và ngoài vấn đề đức tin, chúng ta không phải là những con người liều lĩnh không biết sợ. Những người không biết sợ là những con người họ thiếu hiểu biết hoặc là cái tôi của họ quá lớn. Cho nên khi bị thử thách, khi bị một ai nói một điều gì chạm tự ái thì họ không thua cuộc. Chúng ta không như vậy. Các thánh tử vị đạo của chúng ta đứng trước cái chết. Có những vị cũng sợ hãi, có những vị cũng chối chúa nhưng quay trở lại. Ở đây tôi muốn nói đến hàng ngày chúng ta cần phải có can đảm đứng trước những nguy hiểm cần phải có quyết định bởi vì sợ hãi là một phần sợ hãi là một phần của bản năng con người và chính sợ hãi nó giúp cho chúng ta được sống sợ nước sợ lửa sợ độ cao rồi sợ nguy hiểm sợ chết sợ cô đơn đây là những cái sợ bình thường nhưng liệu chừng nếu chúng ta có một lý do để sống thì mình có còn sợ nữa hay không nhưng chúng ta cần cần phải loại trừ những cái loại sợ sệt vô căn cứ bởi vì những cái loại này nó cản trở bước tiến đức tin của chúng ta nên nhớ một trong những điều mà chúng ta sợ và chỉ có một điều để cho chúng ta sợ mà thôi ở trong đời sống của mình đó là sợ phạm tội can đảm là chúng ta biết điều gì đáng sợ tội lỗi đáng sợ vì thế chúng ta phải tránh Ngoài ra không có một điều gì làm cho chúng ta sợ sệt Người không biết sợ, người liều lĩnh Thì nguy hiểm hơn là những người nhát gan Những người nhát gan nhiều khi họ còn sống sót Những người liều lĩnh họ mất mạng Mà còn bị người đời cho là ngu dại Ở đây chúng ta nói đến Nhát gan là những người thiếu tự tin Họ không biết sợ Và họ thiếu hiểu biết Hôm nay chúng ta nói đến can đảm ở trong hành động hàng ngày. Có mấy điều mà chúng ta phải thực thi. Thứ nhất, chúng ta phải chọn nhân đức hàng ngày để mà sống và thi hành. Mỗi một sáng thức dậy, chúng ta biết mình là ký tô hữu, phải chọn điều gì để sống. Thứ hai, chúng ta phải trung thành với cam kết đức tin, trung thành với cam kết cá nhân của vợ chồng, của gia đình, trung thành với những gì chúng ta hứa với cộng đoàn. Cái thứ ba, chúng ta phải có đủ can đảm để cổ võ những việc làm đúng, phê phán những việc làm sai. vì thế trong đời sống hàng ngày như tôi nói, tìm được một vị thánh như Teresa hài đồng Giêsu không phải là dễ. mặc dầu cách thức nên thánh của ngài ai cũng làm được. cái thứ tư là phải luôn cố gắng hết mình và cuối cùng là dám nhận sai sót để mà thăng tiến. Một trong những điều mà chúng ta gọi là anh hùng rơm ha Anh hùng là anh hùng rơm ha Nếu mà cho một bò nhóm lửa thì hết cơn anh hùng Nhiều khi chúng ta cứ hay nói với nhau những cái đứa khùng khùng điên điên đó Mà nó tỏ ra anh hùng Thì thật sự ông bà mình đặt một cái tên là anh hùng rơm Đó không phải là anh hùng Mà đó là một thái độ thiếu hiểu biết khùng khùng điên điên Một trong những điều làm cho chúng ta Thiếu can đảm Mà chúng ta cứ nghĩ mình anh hùng Đó là những người không dám nhận Những sai sót của mình để thăng tiến Bởi vì cái tôi của họ quá lớn Cho nên khi hạ mình để xin lỗi người khác Là một điều họ không làm được Mà họ quên rằng Chỉ có những người có đủ can đảm Mới có thể nhận rằng Mình không đủ can đảm để làm việc đó Vấn đề xin lỗi vấn đề thăng tiến ở trong gia đình là một điều cần thiết mà chính những người mở miệng khiêm nhường để nói mới là những người can đảm. Những người to tiếng quát tháo và những người cho rằng mình không có gì sai. Đây chỉ là một cái dạng anh hùng rơm mà thôi. Gương can đảm thì rất nhiều. Ở trong kinh thánh, gương của Moses rồi gương của David Chúng ta thấy David khi đánh bại Goliath cũng chỉ với một viên đá mà thôi, đọc câu chuyện chúng ta mới thấy. Ông không phải là một người can đảm theo lối liều lĩnh ra đó để tấn công một con người to mạnh hơn mình gấp cả 10 lần. Nhưng ông ra đó với một niềm tin là Thiên Chúa ở với ông. Và vì thế, đọc ở trong sách Samuel chúng ta mới thấy David thắng là bởi vì ông đặt niềm tin vào Thiên Chúa. Nathan là một người hết sức can đảm Bởi vì Nathan và David là hai người bạn thân với nhau Rồi khi David làm vua Và sau khi ông phạm tội với Bathsheba Ông đã lấy bà là vợ của Uriah Một vị tướng quân của mình Rồi bà có thai Và khi bà có thai Thì ông đã tìm cách giết Uriah Mà không phải chính ông giết Ông mượn gió để bẻ măng Ông mượn tay của người khác để giết Ông đưa Uriah ra ở tiền tuyến để rồi dùng cung tên của quân thù bắn chết Uriah. Công việc của ông làm hết sức kín đáo mà chỉ có những người nội bộ mới biết được ông đã có những âm mưu thâm độc. Nhưng Thiên Chúa đã nói cho Nathan biết, Nathan là một tiên tri và là một người bạn thân cùng lớn lên với David. Rồi vì trách nhiệm một ngày kia Nathan đến đối diện với David và nói: "Tôi có một câu chuyện kể cho ông nghe." David nói: "Kể đi." Ông nói có một người giàu có, rất giàu, chiên dê rất nhiều. Một ngày kia có một người bạn đến thăm. Ông ta nhìn qua bên nhà hàng xóm, ông này chỉ có một con chiên cái, chiên cái là gia tài của ông để rồi nó còn sinh đẻ nữa. Vậy mà ông này đã bắt lấy con chiên cái của người hàng xóm làm thịt để đãi khách cho mình. David lên tiếng, người này đáng chết bởi vì ông ta đã làm những điều vượt quá với sự công bằng của xã hội. Nathan can đảm, can đảm đến độ là một người bạn thân và biết rằng quyền hành nằm trong tay David. Ông đã chỉ mặt và nói người đó chính là vua dưới tay vua có biết bao nhiêu cung phi mỹ nữ Mà tại sao ngươi lại đi lấy vợ của một vị tướng của mình Rồi lại còn đem ông ta ra ngoài tiền tuyến để cho ông ta chết Nói cách khác Nathan có đủ can đảm để đối diện Và ông ta đã quở trách David Cuối cùng chính nhờ Nathan mà David ăn năn trở lại rồi chúng ta biết là Salomon con của David tức là con ngoại hôn, con của bà Bathsheba mà mà ông đã ngoại tình. Sau này lên làm vua. Ở đây chúng ta nói đến gương can đảm, ở trong đó có tình bạn ở trong cuộc sống hàng ngày. Rồi Daniel, một con người dám đứng trước mặt vua Nabucodonosor ở Babylon để nói với nhà vua là thiên chúa của chúng tôi là thiên chúa của sự thật và vì thế chúng tôi bắt buộc phải tôn thờ gia về Thiên Chúa, chúng tôi không thể nào thờ thần khác được, nhất là thần của vùng Babylon. Để rồi cuối cùng Daniel cùng với hai chàng thanh niên nữa bị tung vào ở trong lò lửa, mà chúng ta đọc câu chuyện công dịp lễ các thánh tử vì đạo. Ba người trong lò lửa vẫn ca tụng Thiên Chúa, không phải họ không biết sợ, nhưng họ tin rằng Đằng sau thế giới này còn có một điều gì kỳ bí và đáng để cho họ sống, đáng để cho họ vươn lên hơn là sợ trước mặt quân thù. Phêrô Phaolô khi đứng trước mặt tòa án ở trong sách Công vụ Tông đồ, các ông đã nói với các vua quan, chúng tôi vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục con người. Rồi đương nhiên gương của Chúa Giêsu, chúng ta cũng không cần nói đến gương can đảm của ngài ở đây. Tôi muốn nói đến một vài các vị thánh tử vị đạo của chúng ta. Mà trước khi nói đến các vị thánh của chúng ta Chúng ta nói đến các hình phạt của Ngài phải chịu Có sáu các hình phạt mà các Ngài chịu kinh khủng Khi chúng ta đọc lại Thứ nhất là bả đao Ở đó các Ngài bị cắt xẻo ra từng mảnh Từng miếng thịt một cho đến chết Thứ hai là lăng trì Có những vị bị chặt tân chân chặt tay trước khi bị chém đầu trong 117 vị có 4 vị như vậy Thứ ba là bị thiêu sống, thiêu sinh có sáu vị bị thiêu sống. Thứ tư là bị xử trảm chém đầu, 75 người bị như vậy. Thứ năm là bị xử giảo, tức là có một cái dây thắt cổ hai người đứng hai bên kéo cho đến chết. 22 vị bị như vậy. Và thứ sáu là bị hành hạ, giam vào trong ngục để cho họ chết rũ tục, có 9 vị bị như vậy. Đây là những hành động mà những người khác đã làm cho các ngài và các ngài đã chịu và chịu chết can đạp. Tôi muốn nói tới bà Lê Thị Thành, một vài gương bởi vì 117 vị rất nhiều. Bà là vị thánh nữ duy nhất, chết dưới thời của thiệu trị, quê ở Thanh Hóa, lớn lên theo chồng về và chết ở Ninh Bình. Bà có 6 người con, bốn hai trai, bốn gái. Cuộc sống của bà không phải đến chết mới nền thánh, mà bà là một người sống bác ái với tha nhân, chăm lo đức tin cho con cái. Khi quang bắt và hỏi hang thì bà nói tôi chỉ tôn thờ thiên chúa không bao giờ bỏ đạo chúa rồi khi con của bà là Lucia nụ đến để mà thăm bà nói cái gì con đừng khóc nữa mẹ mặc áo hoa hồng đấy khi con thấy bà bị đánh đập và máu me ra đầy dính đầy áo thì bà nói mẹ mặc áo hoa hồng đấy mẹ vui lòng chịu khổ vì chúa giêsu sao con lại khóc bà là cái người đã bị bỏ tù chết rủ tù rồi An Rê Dũng Lạc Là một linh mục Quê ở Bắc Ninh lớn lên ở Hà Nội Sống hết sức gương mẫu khắc khổ Ngài cũng bị bắt nhiều lần Mỗi một lần bị bắt có những người chuộc tiền đưa Ngài ra Nhưng cuối cùng Ngài thấy rằng Đến lúc mình cũng phải nhận mình là cụ đạo Tức là quân nó đi bắt nó tìm cho ra cụ đạo linh mục Rồi cũng vì Ngài can đảm như vậy Ngài chịu tù, chịu tra tấn, chịu chém đầu cũng dưới thời minh mạng ở ô cầu giấy. Mikae Hồ Định Hy, người làm tới quan thái bộc dưới thời của tự đức, một người có chức cao ở trong triều của tự đức, một người có năm người con. Bởi vì là quan cho nên ông ta rất là liêm chính đức độ, nhưng mà trong đời sống ông ta cũng có vợ lẽ. Mà có thể vì vợ lẽ mà sau này chính Mikae Hồ Định Hy đã nói đi nói lại nhiều lần là đời sống của ông dù có ăn năn cũng không có hối lỗi được. Ông sám hối, ông sống thánh thiện bác ái giúp đỡ người ta. Và chỉ vì mình là cười công giáo cho nên ông cũng đã bị vua tử đức tước hết tất cả những phẩm hàm. Rồi ông có một người con làm linh mục là cha thịnh. hả? Ông bị kết án là khinh luật nước rồi dẫn đi qua ở trong thành nội của Huế. Ba ngày đánh đập trước khi ông bị chém đầu ở An Hòa. Không phải chỉ có đem ra chém mà còn đem ra để mà sỉ nhục. anh Andre, Andre Trần Văn Trong. Andre Trần Văn Trong không phải là người can đảm cá nhân mà người mẹ của thánh nhân lại là một người can đảm hơn nữa. Ông là người vùng Kim Long, Kim Long là quê của mẹ tôi đó, nên tự hào lắm hả? Kim Long Huế đó. Ông là người con trai duy nhất ở trong gia đình, là một binh sĩ và trong nhóm binh sĩ có rất nhiều Khoảng 500 binh sĩ Sau khi nhà vua đưa ra cái lệnh phải bỏ đạo Thì đa số đã bỏ đạo Nhưng Trần Văn Trong không, không bỏ đạo Ông ta theo đạo Và sống một đời sống Mà vì ca gương ca đảm của ông Cho nên ông bị bắt Rồi điều mà tôi muốn nói ở đây là gương của bà mẹ không phải chỉ có các thánh tử vị đạo Mà mẹ của các ngài, gia đình của các ngài Bà mẹ khi thấy con ra pháp trường Thì đi theo con Bà nói với con Con có nợ nần ai nếu có cho mẹ hay để mẹ trả Ông bị chém, chém đầu ở An Hòa Năm 1835 Và khi người mẹ chứng kiến Thì người mẹ đã bọc lấy đầu của ông Đem về để an táng Rồi Tống Viết Bường Người Phú Cam Huế Cũng vậy sinh ra ở trong làm làm quan ở trong triều vua nhiều đời Ông cũng có hai đời vợ, có 12 người con Ông bị đánh đập tra khảo rất nhiều lần Và ông cũng là người bị người ta khiên qua thánh giá Nhưng ông đã co chân lên Cuối cùng ông bị chém đầu ở thợ, thợ đúc Thợ đúc là nơi mà ông đã sinh hoạt rất nhiều Như là một người chúng ta gọi là ông ông biện Ở đó ông giúp cho giáo sứ thợ đúc và trên đường đưa ông về an hòa đó hả thì đi ngang qua thợ đúc chiều tối rồi cho nên ông đã xin và người ta đã chém đầu ông ở đó nhưng không phải chỉ chém đầu người ta còn đem đầu ông bêu lên ba ngày để cho dân thấy mà sợ người ta đem xác ông về chôn ở phú cam rồi từ miền bắc vào miền trung vào đến miền nam Thánh matthew lê văn cẩm ở gò công biên hòa có vợ có bốn người con gia đình rất đặc biệt Bởi vì bốn người con một hình thức nào đó đều chịu chết vì đạo Người con trụ trưởng và người con út đạo đức chết vì bệnh thì không nói Người con thứ hai khi có những người đến để đốt phá nhà thờ cầu ngang Thì người con đã ra ngăn cản và vì ngăn cản họ giết anh rồi người con thứ ba bị bắt vì đạo Và khi đang bị giam ở trong khám ở Bà Rịa Thì có người đốt khám Cho nên anh ta bị chết thiêu đây là một gia đình rất đặc biệt chết vì đức tin. Riêng thánh nhân bị chém đầu ở chợ quán. Rồi mẹ của thánh nhân là bà Nhiễm cũng đem đầu con khâu lại quấn áo xanh áo trắng đem về để an táng. Đa Minh Đạt, người Nam Định cũng vậy bị sử giáo thắt cổ ở Phú Nhai can đảm đến từ đâu? Tôi muốn nói đức can đảm nó đến bởi vì chúng ta tin vào Thiên Chúa và chúng ta tin những điều mình làm hợp ý của Ngài Can đảm nó không phải là một sản phẩm tự phát Nó là kết quả của một điều gì đó Đối với chúng ta là những người có đức tin Cho nên chúng ta dám can đảm để đứng lên Chúng ta dám cam đảm để chọn chân, chọn thiện, chọn mỹ Và sau khi chúng ta có lý tưởng Thì chúng ta theo đuổi Chúng ta biết can đảm của chúng ta đến từ gia đình Đến từ cộng đoàn, đến từ những người chung quanh Triết gia John McMurray, ông ta phân biệt Ông ta phân biệt đâu là tôn giáo ảo và tôn giáo thật Rất là hay Tôn giáo ảo, ông ta nói như thế này Tôn giáo ảo là nó dạy cho chúng ta Đừng sợ, hãy tin vào Thiên Chúa Và Thiên Chúa sẽ cho thấy những gì bạn sợ là sẽ không bao giờ xảy ra ở trên đất Mỹ này cũng có những người khùng khùng như vậy Họ đọc phúc âm của Marco chương 16 và nói rằng Khi mà con tin rồi thì dù con cầm rắn độc trong tay Con uống độc cũng không có hại Thế là sách rắn độc ra vừa cầm nó mổ một cái đi nhà thương chết Tin một cách mù quáng Đây là những người mà chúng ta gọi là tôn giáo ảo Bởi vì họ dạy cho mình cái gì đừng sợ bởi vì hãy tin vào thiên chúa rồi ngài sẽ cho thấy những gì mà bạn sợ sẽ không xảy ra tôn giáo thật là gì tôn giáo thật dạy cho chúng ta đừng sợ những điều bạn sợ chắc chắn có thể xảy ra nhưng chúng không có đáng sợ những gì mình sợ có thể nó sẽ xảy ra bắt bớ giam cầm khó khăn nhưng chúng ta có lý tưởng để vượt qua tôi muốn kết luận ở đây can đảm là một nhân đức ở trong đời sống thể hiện qua hành động hàng ngày và trong cuộc sống chúng ta cần phải có can đảm nó là hoa quả của thần khí một trong bảy ơn chúa Thanh thần mà từ nhỏ chúng ta vẫn học thứ nhất là ơn khôn ngoan thứ hai là ơn hiểu biết thứ ba là ơn thông minh thứ bốn là ơn lo liệu thứ năm là ơn sức mạnh thứ sáu là ơn đạo đức thứ bảy là ơn kính sợ thiên chúa nó là một trong những ơn của thần khí của Chúa Thanh Thần. can đảm, nó hiện thực hóa đức tin bởi vì tin là một chuyện hành động của chúng ta mới quan trọng. Bởi vì nhờ hành động chúng ta mới thấy được mình can đảm. Và với Thiên Chúa thì chúng ta không còn gì để mà sợ. Ở trong Thánh Vịnh 27 nói làm sao? Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của con con còn sợ ai Chúa là thanh lũy bảo vệ đời con Con còn khiếp gì ai Tôi kết thúc bài nói chuyện của tôi ở đây Tôi muốn nói về can đảm Là một trong những nhân tố Đã khiến cho các thánh tử vị đạo của chúng ta Dám ra pháp trường Nhưng chúng ta còn phân biệt vài điều Điều thứ nhất can đảm không phải là liều lĩnh can đảm biết sợ nhưng họ có lý do để vượt thắng sự sợ hãi đối với các thánh tử vị đạo cái chết đem lại sự sống đời đời và vì đế cái chết đối với họ lúc này không đáng sợ lắm cái thứ hai can đảm đối với các ngài cái chết mà nói như amber camus là không là khó nhưng cái khó hơn là can đảm để sống vì thế chúng ta ngày nay cầu nguyện xin các ngài cho chúng ta cần nhiều can đảm hơn không phải để chết bởi vì có thể chết dễ dàng nhưng chúng ta xin ơn can đảm để sống và cái thứ ba ơn can đảm mà chúng ta cầu xin làm thế nào biến thành hành động để mỗi một ngày sự lựa chọn của chúng ta là sự lựa chọn mang tính cách dám can đảm để sống đức tin của mình con chào cha và vâng cảm xin ơn chị chào cộng đoàn con xin có một câu hỏi này ạ nhân dịp cha giảng về sự can đảm thì uh, con uh, xin cha giải thích dùng cho chúng con là có một cái sự khác biệt nào giữa cái chết của một vị anh hùng dân tộc và giữa cái chết vì đức tin uh, theo Chúa Kitô ạ. Vâng. cha hết ạ. Vâng, thưa nó có sự khác nhau mà cũng có nhiều điểm giống nhau. Trước hết tôi nói về điểm giống nhau điểm giống nhau là khi con người chúng ta chọn một lý tưởng để đi theo lý tưởng của chính trị của văn hóa của tôn giáo và nếu con người chúng ta hiểu được đây là một lý tưởng sống chết để cho người khác được sống thì rõ ràng đây là điều đáng khen đây là điều đáng mừng cho nên cái chết của những anh hùng dân tộc mà họ chọn một lý tưởng như vậy cũng đáng cho chúng ta khâm phục và đó là điểm giống nhau giữa những người các thánh tử vị đạo họ chọn chết để cho chúng ta được sống nhưng cũng có cái khác nhau là bởi vì không phải tất cả những người chết cho dân tộc đều là những anh hùng, bởi vì cũng có những thằng khùng, ở trong đó nó không biết phân biệt được đâu là những lý tưởng để theo và đâu là những điều người ta nhồi sọ để cuối cùng nó chết cho một cái gì hết sức rỗng tuếch. Vì thế cái phân biệt giữa những con người có lý tưởng chọn chân thiện mỹ để mà theo, ngay cả không phải là tôn giáo ngay cả là một lý tưởng của một chủ thuyết hoặc là một lý tưởng của xã hội thì những người này đang khâm phục, bù lại có những con người mà chúng ta tạm gọi là bù nhìn hay là những con rối ở đó những người khác điều khiển và tẩy não họ đến độ họ liều lĩnh bởi vì thiếu hiểu biết cho nên cái chết của họ trở thành một trở thành một cái chết vô nghĩa và có thể sau này người ta sẽ cho đây là những sự ngu đần. Xin mời, xin mời chị và thưa cha câu hỏi của con hôm nay liên quan đến giữa hôn nhân và tôn giáo vâng trong các gia đình chung quanh chúng ta có rất nhiều gia đình hai anh chị lấy nhau từ hai tôn giáo vâng và trong một trường hợp mà gia đình của một bên rất sùng đạo phật vâng một bên rất sùng đạo chúa vâng. Vâng. và sau khi lấy nhau hai người đó tạo dựng đến một gia đình rất hạnh phúc vâng họ rất đạo đức vâng. trong nhà thờ và họ rất thảo hiếu với cả hai bên. Vâng. Và những nghi thức của bên đạo và ừ. nghi nghi thức của bên Phật, vâng. họ đều tham gia như nhau, thưa vâng. cha làm như thế có đúng không ạ? Vâng. À, thật sự tôi không biết là làm như thế có nghĩa là cái người bên Phật họ đi có đi lễ thì tôi không sao, nhưng mà họ chắc chắn là không có rất lễ đúng không? Còn người bên đạo nếu mà có đi qua chùa thì họ cũng đi theo chồng hoặc theo vợ, nhưng mà đương nhiên là họ chỉ có đi theo nghe giảng rồi này kia có đúng không? Hiểu như vậy cha hay họ phải... tham gia tất cả những gì mà bên đạo của họ làm và họ cũng là một thành phần tôi trong hiểu thành phần. nhưng mà tham gia có nghĩa là đến để tham dự thôi vâng à, vâng chứ vâng còn à. mà cái chẳng hạn như tôi nói một phật tử đâu có rước lễ được đúng không rước lễ bên đạo mình là có chứ ạ Ồ cũng đến rước lễ luôn vâng à, vì họ khi theo đạo họ cũng là một tân tòng họ cũng ồ tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi vâng. tức là cái người này theo đạo rồi vâng vâng hồi nãy giờ tôi cứ nghĩ là người này vẫn là đạo phật ok vâng, vâng. vậy thì bây giờ như thế này vấn đề khác tôn giáo ở trong hôn nhân ngày càng nhiều và chúng ta biết là mỗi một khi yêu thì con người trở nên mù quáng mà người ta nói một người đàn ông chỉ có hai lần có thể nói sự thật đó là lúc ông đang yêu và lúc ông đang say trong tình yêu nó làm cho con người mù quáng và vì thế đây cũng là một điều tốt thôi bởi vì nhờ như vậy mà tình yêu nó lướt thắng tất cả lướt thắng sợ hãi. Chỉ có điều là các em khi còn trẻ nó không có một cái nhìn lâu dài trong tương lai, cho nên nó nghĩ rằng nếu trường hợp khác đạo thì đạo ai nấy giữ cũng không sao, cho nên nó cứ vậy nó lấy. Nhưng thật sự về lâu về dài chúng ta mới thấy đạo nó là một cái phao nó cứu vớt khi chúng ta gặp những lúc khó khăn. Vì thế khi tình yêu nó đang còn quá đẹp Nó đang còn quá hồng Thì con người chưa cần tới Thiên Chúa Và chưa cần cái phao để cứu vớt Khi con người gặp đau khổ Con cái bệnh tật, gia đình thất bại Lúc đó họ bắt đầu bám víu vào cái phao Bám víu vào đức tin Vậy thì nếu trường hợp để cho một gia đình hạnh phúc Nó không phải chỉ là những hình thức yêu bên ngoài Mà người Việt của chúng ta nói Đồng thanh thì tương ứng Đồng khí thì tương cầu Nếu chúng ta càng nhiều có những điểm Ờ, giống nhau Thì cuộc sống nó dễ hạnh phúc hơn Ý tôi muốn nói Nếu trường hợp hai vợ chồng cùng một tôn giáo Cùng thích một món ăn Cùng thích một loại nhạc Thì dễ sống hơn Đương nhiên không phải là khác tôn giáo không sống được Nhưng mà nó khó Trong trường hợp mà của cô hỏi Thì tôi bây giờ tôi cứ cho nó dễ dễ đi nha Cô này là công giáo Anh này đã theo đạo công giáo rồi Thì đương nhiên anh phải thi hành tất cả chức vụ Của tất cả những cái việc gì Của, của người công giáo Chỉ có điều là nếu trường hợp gia đình anh mà đi bên Phật ha, Hoặc là đi nghe chùa Thì những cái đó mình cũng không có cấm cản Cái mà cấm cản là đừng lấy đức tin của người công giáo để đánh đổi Hay là đừng lấy đức tin của Phật để đánh đổi cho đức tin công giáo Cái đó mới cấm cản Nói cách khác Tôi nói ví dụ bây giờ ở trong cái buổi tôi nói chuyện đây mà có các Phật tử nghe cũng rất là tốt. Chính bản thân tôi tỉnh thoảng nhiều khi có những thầy nào mà giảng thuyết hay tôi cũng đi nghe. Cái chuyện nghe nó chỉ là hình thức tham dự Cái mà tránh là đừng đánh đổi lấy đức tin Mỗi một khi mình đã biết rằng Đây là cái đức tin mình chọn lựa Vì thế cho nên việc tham dự với gia đình Thì cũng chẳng qua là mình tham dự thôi Còn nếu trường hợp mình đánh đổi Thì tôi thấy đây là một người chưa có đức tin vững mạnh vâng. Con cảm ơn cha Con xin cha một câu hỏi ngắn nữa ạ à, Thưa vâng. cha con thấy một số người xin lễ cho các linh hồn và một số người thường xin lễ cho các linh hồn bồ côi vâng. và họ thường tranh luận với nhau là không có linh hồn bồ côi xin vâng. cha giải thích cho chúng con ạ vâng thật sự có bao giờ chúng ta nói một danh từ mà người khác hiểu lầm chưa có không lạy chú tôi nhiều khi mình nói ờ tôi có bà chị ở bên pháp họ nói bữa sau họ nói Ồ, ông cha hi có bà chị ruột bên pháp tôi nói đâu tôi có bà chị họ là bởi vì mình dùng chữ chị mà cũng không ai hiểu có một lần tôi nói chuyện với một người cách đây cũng mười mấy năm rồi tôi nói thì tôi nói bằng gọi là tiếng việt à, tiếng anh ha, mà cái đứa nhỏ nó dịch ra bằng tiếng việt tôi nói là à, đi ra chắc là mình phải đổi qua bên uh, windows windows là một cái loại uh, của của máy computer tôi nói là chắc mình phải đổi qua windows uh, 2000 ha, mà thời đó là cách đây mười mấy năm rồi thì cái người kia nghe cái thằng nhỏ nó nói lại mình đâu có cần phải lấy cái cửa sổ 2000 bởi vì nó thì nó muốn nói tiếng Việt ha, window là cửa sổ. Người kia nghe thì lại hiểu rằng tại sao năm nay 2004 rồi mà phải đi mua cái cửa sổ cũ để làm cái gì? Ý tôi muốn nói, có những lúc chúng ta dùng một danh từ mà chúng ta đưa ra, người khác hiểu lầm ngày nay khi chúng ta dùng danh từ đối với các bạn trẻ save có nghĩa là mình cắt hồ sơ upload download tất cả những danh từ này bây giờ nó trở thành một cái danh từ phổ biến rồi youtube nó ra đời cho nên điều quan trọng không phải là tư tưởng mà là danh từ để trả lời có những người nói rằng không có linh hồn mồ côi đương nhiên là không có nếu chúng ta hiểu theo cái chữ mồ côi có nghĩa là không có một ai lo lắng mồ côi theo cái nghĩa mà chúng ta nghĩ khi cái chữ mồ côi nó đến trong đầu óc của chúng ta Thì phản ứng đầu tiên là chúng ta nghĩ tới nhà mồ côi các sơ nuôi các em Vì chúng ta nghĩ tới nhà các sơ nuôi các em Cho nên mình nghĩ là nó không cha, không mẹ, cho nên không ai lo lắng Mình nghĩ tới ngay cái chữ mồ côi mình dùng quen rồi cho nên khi bất cứ một ai nói là mình xin lễ cầu nguyện cho những linh hồn mồ côi Thì cái tư tưởng đầu tiên mình nghĩ là à, đây là những người mà bị không ai để ý tới Không ai lo lắng tới hả? Thì thật sự đó Nó có cái đúng mà nó có cái sai Nó có cái đúng là gì Cái đúng là khi chúng ta xin lễ cầu nguyện Cho những linh hồn mồ côi Là chúng ta xin cho thật sự những người Mà nhiều khi họ không có được quan tâm tới Họ không có cái ý là Những người này bị lãng quên tới độ là Thiên Chúa cũng lãng quên luôn Không vì thế cho nên tôi nghe có một số cha nói là Không có linh hồn mồ côi bởi vì Thiên Chúa Ngài lo tất cả Bây giờ tôi nói về lý luận thôi nhé, nếu nói về lý luận. Nếu trường hợp chúng ta cứ lý luận rằng Thiên Chúa lo tất cả, vậy thì mình cũng đâu có cần cầu nguyện cho ông bà mình chứ. Bởi vì Thiên Chúa lo rồi. <laughs> Tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện cho ông bà mình? Thưa bởi vì đây là điều cần thiết cho nên cái người mà họ đi xin lễ cầu nguyện cho linh hồn mồ côi, họ không có cái tư tưởng là những người này bị Chúa lãng quên, họ không có tư tưởng đó. Họ chỉ có một cái tư tưởng đơn giản là họ cầu nguyện chung chung cho các linh hồn. Cũng giống như mỗi một ngày thánh lễ chúng ta cầu nguyện lại Chúa xin nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em. Chúng ta nói anh chị em là chúng ta nói tới những người đó đó. Chỉ có cái khác nhau là mình dùng cái chữ anh chị em chung chung, họ dùng cái chữ mồ côi hai từ khác nhau nhưng mà cùng một đối tượng vì thế đừng hiểu lầm cho nên để tôi trả lời nếu hiểu lầm theo kiểu mồ côi có nghĩa là không ai lo chúa không có tương nghĩ tới thì hoàn toàn không có ai chết chúa cũng lo cả nhưng nếu hiểu theo nghĩa mồ côi có nghĩa là có những nơi mà không ai nghĩ tới có những gia đình có những người hoặc là mà chúng ta gọi là cái nâng cái tầm hiểu biết hoặc là cái lòng bác ái của chúng ta cao hơn để giúp đỡ họ thì đây là một việc làm tốt thay vì nói là cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi thì cái tư tưởng của họ chẳng qua là cầu nguyện cho những người đã qua đời hai cái hoàn toàn giống nhau chỉ có cách diễn tả khác nhau mà thôi vì thế để ý cách sử dụng đôi khi cùng một đối tượng cùng một 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 điều mà chúng ta xài từ chỉ có điều chúng ta hiểu sai từ mà thôi xin mời chị dạ thưa cha um, con muốn uh, lúc ban đầu uh, cái giảng thuyết của cha cha nói có bốn điều thứ nhất là khôn ngoan can đảm cái thứ ba biết lo liệu biết lo với cái thứ tư là tiết lộ uh, À, tiết tiết, tiết, độ. tiết, độ. tiết, tiết, độ. tiết độ thì con uh, tiết <laughs> lộ tiết độ đó. thì con hơi tò mò muốn biết trong cái phần thứ tư đó uh. cha sẽ nói cái gì mà hình như nãy giờ tiết con... độ có nghĩa là mình làm cái gì cũng chừng mực Ăn đừng ăn nhiều quá thấy tôi không? <laughs> uống đừng uống nhiều quá. Tất cả mọi sinh hoạt mình tiết độ, mình biết có cái chừng mực của nó. Đây cũng là một cái nhân đức. Vì thế, tất cả những quà tặng Thiên Chúa tặng cho, ngay cả ở trong đời sống cá nhân, ngay cả ở trong đời sống xác thịt, vui thú của anh chị em, mà nhiều khi chúng ta đi quá, thì đây là điều chúng ta cần phải tiết độ nó là một nhân đức nào như vậy. Vâng. Kính thưa Thầy Sáu, quý cụ, quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng lễ phục sinh thanh lễ quan trọng nhất ở trong đời sống đức tin của kitô hữu chúng ta tất cả những gì chúng ta chuẩn bị cho cả mùa chay hôm nay là ngày cao điểm mừng lễ phục sinh không là một sự kiện tách biệt nhưng nó là một mầu nhiệm vượt qua mà chúng ta đã suy niệm trong những ngày qua về sự đau khổ và cái chết bây giờ là sự sống lại. Tôi muốn cùng với anh chị em suy niệm một chút thôi về những gì chúng ta đọc trong bài phúc âm của Marco hôm nay. Ngày thứ nhất trong tuần theo phúc âm của Marco, các bà đem dầu thơm và vội vã chảy ra để tiếp tục làm công việc tẩm liệm cho Đức Giêsu. Đơn giản bởi vì Trước đó hai ngày, ngày thứ sáu, các bà đã làm một cách vội vàng. Bởi vì ngày sa bát sắp đến, cho nên sau khi Đức Giêsu chết, ở trong Kinh Thánh viết lại, các bà đã làm một cách vội vàng. Và hôm nay, ngày thứ nhất trong tuần, các bà được đi lại, cho nên các bà đem dầu thơm, thuốc thơm để sức để ít ra tỏ lòng kính trọng xứng đáng đối với một người là người yêu người thân của mình đơn giản bởi vì lương tâm của các bà không cho phép các bà làm một việc cẩu thả hay làm một việc không vừa ý ân hận là kết quả của một lương tâm trưởng thành và nhiều người trong chúng ta lớn lên cũng nhờ lương tâm trưởng thành mà chúng ta ân hận những việc chúng ta đã làm hay có những việc chúng ta cứ phải nóng lòng để gặp người thân để xin lỗi hay để tha thứ cho họ hôm thứ sáu các bà chưa vừa ý thì hôm nay các bà ra một lần nữa để tỏ lòng yêu thương kính trọng người thân của mình là đức giê xu kitô có biết bao nhiêu người ân hận về những điều mình làm nhưng bù lại giới trẻ ngày nay một trong những điều mà chúng ta lo lắng là chúng nó không có cảm thấy sai trái hay nói cách khác lương tâm đã chai đá đây là một trong những điều mà giáo hội đang rất lo lắng khi giáo dục cho các bạn trẻ về những gì các bạn cần phải hiểu để thay đổi đời sống nếu một con người không biết mình có tội hay không cảm thấy mình có tội thì làm sao chúng ta có thể kêu gọi họ thay đổi được nhà văn Nga Dostoevsky. Ông ta viết cuốn sách Anh em dòng họ Karamazov, một cuốn tiểu thuyết nói lên triết lý của cuộc sống. Ở trong đó ông nói rằng nếu không có Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa không hiện hữu thì mọi sự có thể xảy ra. Ý ông muốn nói gì? Ý ông muốn nói nếu không có Thiên Chúa thì con người cũng không cần phải sống tốt với nhau và lương tâm không quan trọng. Chúng ta có thể chém giết nhau để giành được phần thắng cho mình nhưng là những cái tố hữu chúng ta cần phải có một lương tâm nhạy bén một lương tâm thông cảm với tha nhận cứng lòng hay mất cảm giác hay một lương tâm chai đá khiến cho con người chúng ta đối xử với nhau như những con vật giết nhau theo bản năng và chúng ta gọi những hạng người này là những hạng người có máu lạnh hôm nay bài học của các bà dạy cho chúng ta mặc dù trong tháng qua năm qua thời gian qua giữa chúng ta trong cộng đoàn giữa vợ chồng giữa cha mẹ với con cái chúng ta có những xích mích mà nhiều khi chúng ta không muốn tha thứ thì đến lúc lương tâm của chúng ta cũng phải đánh động để chúng ta hiểu rằng việc tha thứ là một yêu cầu cần thiết và đối với những ai có lương tâm chay đá thì rõ ràng họ chỉ sống theo bản năng như những con vật mà thôi tình cảm giữa vợ chồng không phải chỉ lãng mạn mà cũng phải cần thiết được thần thánh hóa được thiên chúa đóng ấn vì thế không thể nào chấm dứt một cách dễ dàng và lạnh lùng bởi vì không còn tình thì ít nhất cũng còn nghĩa lạnh lùng là thái độ của những tiểu nhân coi cái tôi quá lớn và coi mọi sự chung quanh kể cả hạnh phúc của gia đình, kể cả quyền lợi của con cái cũng chỉ để phục vụ cho cái tôi và cái cứng đầu của mình. Hôm nay lễ phục sinh, anh chị em sống trong đời sống gia đình phải làm thế nào để vực lại hạnh phúc và niềm vui mà gia đình có được từ khi anh chị em mới bắt đầu cầm tay nhau đứng trước bàn thờ để thời hứa yêu nhau trọn đời và tình yêu của anh chị em đem lại niềm vui không những chỉ cho gia đình mà cho cộng đoàn, cho bất cứ những ai sống và làm việc với anh chị em trong thời gian đó. Hãy luôn nhớ một điều quan trọng nhất, cuộc hôn nhân tốt đẹp không phải chỉ là hạnh phúc mà là sự ổn định chung thủy. Hạnh phúc của vợ chồng là vì nhau mà cố gắng, là vì nhau mà tin tưởng và vì nhau mà thay đổi vợ chồng nghĩa nặng tình sâu thương nhau đến lúc bạc đầu cũng còn thương ông bà dạy như vậy cho nên nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu thì ở đó cũng sẽ xuất hiện những tình yêu mà không có hôn nhân hay nói cách khác đó là những cuộc tình vụn trộm nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu thì cũng sẽ có những tình yêu mà không có hôn nhân hay là những cuộc tình vụn trộm Chúa đã sống lại Và không có gì mà chúng ta không làm được Cho nên đừng tự trách mình Đừng bi quan nói rằng Cuộc chiến, cuộc tình Gia đình chúng con, cộng đoàn chúng con Đã đến lúc quá bi đát Chưa nói là chúng ta bi quan Đến độ nghĩ rằng Ô quá khổ Gái có chồng thì như gông đeo cổ Trai có vợ thì như rỡ buộc chân Không ai buộc anh chị em Không ai bắt anh chị em phải đeo gông cả Mà tất cả là do tư tưởng và suy nghĩ của mình. Bởi vì nếu chúng ta mời gọi Đức Giêsu đến với chúng ta thì không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Nhiều người cảm thấy quá bi quan, quá bi quan với đời sống hôn nhân nhất là đang gặp những đau khổ mà quên rằng có những người họ ví những người hôn kết hôn và những người không kết hôn chưa kết hôn như những con cá ở trong chậu ở trong ao Khác với những con cá ở ngoài hay là ở ngoài biển khơi Cá trong lờ thì đỏ hoe con mắt Cá ngoài lờ thì cứ múc nhắc muốn vô Tung tăng như cá trong lờ trong ra thì không được Mà ngoài lờ tưởng trong vui Anh chị em sống đời hôn nhân Sống đời vợ chồng Và khó khăn hơn nữa Là làm vai trò của những người làm cha làm mẹ Anh chị em hiểu được khó khăn và khó khăn này chỉ được giải quyết khi anh chị em mời gọi Đức Giêsu Kitô và mời Đức Giêsu Kitô là đấng phục sinh, phục hồi lại những gì mà mình cho là đã chết. Có bao nhiêu hôn nhân không hạnh phúc hiện tại mà hôm nay chúng ta phải làm cho nó hạnh phúc. Những hôn nhân này nhiều khi đang nằm trong giai đoạn mà chúng ta gọi là không nói chuyện, không cãi vã, không gian dối, không ly hôn. Chỉ có điều không hạnh phúc Phục sinh là dịp để chúng ta tái tạo lại hạnh phúc ban đầu mà anh chị em gặp nhau, tái tạo lại một gia đình ở trong đó thuận vợ thuận chồng, cho nên tác biển đông cũng cạn. Nhưng đời có thể là một giấc mơ và chúng ta hiểu hơn ai hết. Đời có nhiều đau khổ mà chính chúng ta có những lúc vì mâu thuẫn tức giận, cho nên ông nói gà bà nói vịt trống đánh xuôi kèn thổ ngược mà không ai chịu nhịn ai một sự nhịn chính sự lành ai cũng biết chỉ có điều chúng ta không làm được nên nhớ anh chị em không phải là một trở nên một chứ không phải là một ta với mình tuy hai mà một ta với mình tuy một mà hai để nói lên được mỗi một người chúng ta vẫn có những cá tính riêng của mình vậy hãy làm thế nào với mầu nhiệm phục sinh với ơn Chúa hôm nay, Ít nhất là trong ngày nay, trong tuần nay, Hãy làm cho hai tâm hồn của anh chị em, Nhưng chỉ có một ý nghĩ, Hãy làm cho hai quả tim, Nhưng chỉ có một nhịp đập, Hãy làm thế nào để gia đình trở thành một nơi êm ấm hạnh phúc. Tôi nhắc lại, Không có gì mà Thiên Chúa không làm được, Kể cả sự chết, Ngài cũng có thể cho sống lại được, Thì tất cả tình trạng của anh chị em, không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Vậy chúng ta cần làm gì để phục hồi lại hạnh phúc gia đình? Hãy tin, hãy tin là Thiên Chúa sẽ sai sứ thần đến để lăn tảng đá ra khỏi mộ. Khi các bà chạy đến mồ, các bà lo sợ không ai lăn tảng đá quá lớn, nhưng Thiên Chúa đã sai sứ thần đến để lăn tảng đá cho các bà. Tảng đá che đậy đau khổ của chúng ta tảng đá nặng nề của sự chết, của đau buồn, của thất bại, của vô cảm, của vợ chồng đang bất đồng, thất nghiệp, bệnh tật, nghiện ngập, những thói hư thật xấu mà chúng ta chưa chừa được. Vậy chúng ta phải bắt đầu với đức tin và phải bắt đầu với một thái độ hết sức tích cực mà quan trọng là chúng ta cần phải biết tha thứ cho nhau để cùng nhìn về tương lai chứ không cứ mòi móc quá khứ thiên thần nói với các bà tại sao các bà lại tìm người chết à, tìm người sống ở trong thế giới của người chết tại sao các bà lại đến đây để tìm ngài ngài sống lại rồi ngài đi Ga-li-lê rồi và ở đó ngài sẽ gặp các ông chúng ta cứ có cái thói quen thói quen bám lấy quá bám lấy quá khứ và còn tệ hơn nữa chúng ta còn có thói quen phán quyết người khác dựa vào những gì mà chúng ta mang thành kiến về người đó mà chúng ta biết thành kiến lỗi đức bác ái và nó làm cho con người chúng ta trở nên ấu trĩ yêu nhau thì cụ ấu cũng tròn mà ghét nhau thì bồ hòn nó cũng méo thành kiến không cho người khác cơ hội để thay đổi và không cho chúng ta cơ hội để trưởng thành trong gia đình cha mẹ với con cái vợ chồng và anh chị em với nhau cứ nhai đi nhai lại nhai đi nhai lại một luận điệu cũ củ kỹ của những lỗi lầm mà một lần nào đó chúng ta đã lỗi phạm và cũng chỉ bởi vì thái độ vạch lá tìm sâu cho nên nhiều người cứ nhắc đi nhắc lại làm cho chính chúng ta cũng như họ không bao giờ được bình an cộng đoàn không bao giờ được đoàn kết vậy hãy nhớ chỉ có con mắt đức tin chúng ta mới có thể xóa bỏ được quá khứ và tha thứ cho nhau để tạo một gia đình một cộng đoàn mới và sau cùng thiên thần nói với các bà ngài không còn ở đây nữa ngài đi Galilee để gặp các ông Galilee là nơi các ông sinh sống là nơi các ông sống với gia đình nghề nghiệp rồi các ông bỏ Galilee để theo đức giêsu sau khi ngài chết các ông lại trở về Galile Nói đơn giản các ông trở về với công việc thường ngày Sau khi sống lại Chúa Giêsu muốn trở về Galile để gặp các ông Ở trong môi trường hàng ngày làm việc của các ông Bầu nhiệm phục sinh mà tôi nói chuyện với anh chị em Nó không nằm trong nhà thờ Cũng không nằm trên những nơi mà chúng ta đi hành hương Nó nằm ngay chính trong gia đình anh chị em Công việc hàng ngày Giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái và cộng đoàn chúng ta họp nhau ở đây hàng tuần. Mầu nhiệm phục sinh đang nằm giữa chúng ta và trong chúng ta. Chỉ có điều nhiều khi chúng ta cứ hóng ngóng nhìn những cái xa vời để tìm Chúa phục sinh mà quên rằng Ngài đang ở với chúng ta trong môi trường hết sức bình thường. Tội lớn nhất của con người, nhất là trong vấn đề thờ phượng, vẫn là tội gần chùa, gọi buộc bằng anh, ngọc nhìn lâu thì sẽ tìm thấy vết hoa mà để gần thì nó hết mùi hương cũng chỉ bởi vì quá quen thuộc cho nên chính anh chị em những người làm vợ làm chồng đã không nhìn thấy cái hay cái đẹp của người phối ngẫu mình trong khi những người khác họ nhận ra được nét đẹp nét hay đó ngọc mà nhìn lâu thì sẽ tìm thấy vết hoa để gần thì nó hết mùi hương không phải bởi vì nó không có hương nhưng bởi vì chúng ta quá quen thuộc mà không nhận ra cái hay cái đẹp của người bên cạnh mình vì thế hãy mạnh mẽ lên nhưng mà đừng thô lỗ hãy tử tế nhưng mà đừng yếu đuối hãy khiêm nhường nhưng mà đừng có nhục nhạt và hãy kiêu hãnh nhưng mà đừng có kiêu ngạo đây là những nguyên tắc để giúp cho chúng ta sống trong đời sống vợ chồng và xưa nay những người tâm thương thất bại là bởi vì tính lười biếng nhưng mà những người có tai mà bại hoại thì chẳng qua là do tính kiêu căng mà thôi hôm nay lễ phục sinh chúng ta mừng chính mầu nhiệm phục sinh trong gia đình chúng ta mầu nhiệm mà chúng ta cần phải làm sống lại và những ai không làm sống lại được là những người coi thường thiên chúa đừng đến với thiên chúa và nói rằng con không làm được hôm nay is to pose a lot of challenges. but one of that is the issue of i can, yes, i can. i know many of you sometimes you say i can't, i can't do it. but what you mean is i don't want to do it. because maybe you said it when mom or dad asked you to clean the room or the teacher asked you to have the book report. Or maybe the music teacher asks you to play a difficult piece. Or maybe your soccer coach asks you to kick the penalty, for example. And many times you say, No, I, I can't do it. But what you mean is, I don't want to do it. Today, it posts and presents to us a big challenge. The challenge that you have to say, Yes, I can. Nothing's impossible with God. Be positive. When life gives you a lemon, make lemonade. Be positive and believe that when God is with us, nothing can start up, stop us to be successful. This is the, the positive I'm talking about is of the spirit of the resurrection. And it is much more than the power of positive thinking. It is the power of God that makes things impossible possible. We Catholics, we are God's children, and we have a power to forgive and also power to recognize our wrong to doing and ask for the forgiveness. The power to forgive was deposited in each one of you, but also in your conscience. God gave you wisdom to understand what you say. And courage to stand up to ask for forgiveness if possible. And today, God challenges each one of us. Can we stand up and say, Ah, yes, I can? Many times we say, No, I can't. But tonight, we cannot continue to say that anymore because nothing is impossible. Are you willing to let it go of your bitterness, of your anger, of your ego? Is your will subject to God's will? When you pray that every day you come to do God's will, do you mean it? Remember, willingness and surrender from the depth of your heart is the key to unlock the character of your life. And more than anything else, tonight, as we celebrate the resurrection of Jesus, we celebrate the resurrection of each one of us. When we stand up, and if we have something wrong, or some form of addiction, or anything we knew that it was wrong, tonight we stand up and say to God, Yes, I can. And I can take that challenge simply because you are with me. chúng ta phải vui lên vui lên bởi vì mình biết chắc rằng mình có thể làm được và những ai nghĩ rằng mình không làm được là một hình thức mình đang khinh thường thiên chúa hãy tận dụng việc ngài đến với chúng ta trong đêm hôm nay chúc mừng nhau đến với nhau trước hết là bạn bè trước hết là vợ chồng là cha mẹ với con cái hãy nói một lời ngon ngọt với nhau một nụ hôn một cái vuốt tóc một hành động cử chỉ nho nhỏ để chúng ta hiểu được rằng nếu Thiên Chúa là tình yêu Thì hôm nay Ngài sống lại Ngài đem tình yêu đó đến với mọi người Và trong mọi hoàn cảnh Đừng bao giờ nghĩ rằng Chúng ta không thể làm được Một trong những câu thơ của Thái Cang Tôi rất là thích Khi có người chê bai những người đã lớn tuổi Không thể nào gọi là So sánh được với lớp trẻ Ông ta có hai câu thơ dạy đời Em về điểm phấn tôi son lại Ngạo với nhân gian một nụ cười nếu trường hợp người ta không thấy mình làm được những điều đó thì ít nhất mình tự tin đến nỗi hãy về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Bất kể ai nhìn chúng ta đó là chuyện của họ, nhưng với chúng ta và trong chúng ta, chúng ta tin rằng chúng ta có sức mạnh của Đức Giêsu Kitô phục sinh. Và vì thế đêm nay, Happy Easter to all, chúng ta hãy loan báo tin mừng phục sinh trước hết trong gia đình chúng ta đến từ tâm của chúng ta và cầu mong để mỗi một người chúng ta trong đêm nay trong tuần này nhận thấy được niềm vui niềm vui phục hồi trong một thời gian khá dài có thể vì tình cảm hay những gì đó đã mất mát đã chết. Happy Easter and we wish young people wish you the best. Stand up and say before God and to others, yes, I can.